Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa thực thú vì thầy. Được mừng hát danh Ngài, lạy đấng tối cao. Từ bình minh tuyên xưng kỳ công của Ngài, suốt đêm trường quang ba lòng Ngài tin chung. Lạy Chúa, Thánh Vịnh 91 có tựa đề Bài Thánh Ca cho Ngày Sa-bát. Đây là bài ca duy nhất trong số 150 Thánh Vịnh được sáng tác dành riêng cho Ngày Sa-bát. Thánh Vịnh này là một lời kinh tạ ơn của người công chính. Tạ ơn Chúa vì Ngài là đứng chính trực, công minh. Ngài đã đánh bại tất cả các địch thủ. Phường gian ác bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn người công chính thì được Ngài cho vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, được trồng nơi nhà Chúa, luôn sinh hoa kết trái và cành lá xanh rờn. Thánh Vịnh 91 gồm 15 câu và có thể được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, khởi đi với lời mời gọi và lý do để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Mọi người được mời gọi đến tạ ơn Chúa, hát khen danh Ngài và loan báo cho nhau tình thương của Ngài. Phần thứ hai, kể lại những chiến công của Thiên Chúa trên phường gian ác và những kẻ địch thù. Phần này phác họa hai hình ảnh đối lập. Một bên là Thiên Chúa với tư tưởng thâm thúy, còn một bên là con người với tất cả sự khờ dại và ngu si. Họ chẳng hiểu biết công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Phần thứ ba, trình bày một cuộc sống phồn vinh do bởi sự chăm sóc ân cần của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 91. Kết thúc với niềm vui, hòa với một tâm tình tín thác của người công chính vào Chúa. Nhìn vào bố cục của Thánh Vịnh, chúng ta thấy có một diễn tiến hết sức là tuyệt vời. Khởi đi từ lời mời gọi, rồi đến lời ngợi khen, tiếp đến diễn tả hành động của Thiên Chúa trên toàn thể dân Ngài, và kết thúc với một cuộc sống phồn thịnh, an bình và tràn đầy niềm vui vì được Chúa chăm sóc và giữ gìn. Theo truyền thống của người Do Thái, Thánh Vịnh 91 được hát trong nghi lễ của ngày Sa-bát, ngày mà mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được phục hồi. Trong ngày Chúa Nhật 11 thường niên năm B hôm nay, Thánh Vịnh 91 được vang lên trong cộng đoàn những người Kitô hữu như một trường ca tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho chúng ta được tái sinh trong Đức Kitô. Nơi Đức Kitô, chúng ta được giao hòa với Chúa Cha, được tham dự vào sự sống trường tồn của Thiên Chúa, được kín múc nguồn nhựa sống thần thiêng và vĩnh cửu ấy. Chúng ta có thể ngẩng đầu thật hiên ngang, vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, được trồng nơi nhà Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy loan truyền cho nhau rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi người chẳng có chút bất công. Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa thực thú vì thầy. Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa thực thú vì thầy. Ôi thú vị thay, được tạ ơn Chúa.
được mừng hát danh Ngài, lạy đấng tối cao. Từ bình minh tuyên xưng kỳ công của Ngài, suốt đêm trường quang ba lòng Ngài tin chung. Lạy Chúa, đường ta ơn Chúa thương thu vì Thầy. Như khóm dừa xanh này người công chính, như hương ba vươn mình từ núi Liban, được trồng lên ngay trong nhà của Chúa Trời, giữa khuôn vườn ở trước đền thờ Chúa ta. Lạy Chúa, đường ta ơn Chúa thương thu vì Thầy. Tuy đã già nhưng còn chùa hoa trái, thân cây vẫn căng đầy nhựa sông xanh tươi, để truyền giao nơi nơi Ngài luôn chính trực, nuôi ân mình bởi Chúa Ngài chẳng bất công.